Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tổng hợp tối ngày 22 tháng 12 của kênh VTC14. Sau đây là những thông tin thời tiết nổi bật ngày hôm nay. Sáng nay, những làn khí lạnh đã bao trùm toàn bộ khu vực Bắc Bộ, hầu khắp các nơi nhiệt độ đã giảm xuống dưới 15 độ, vùng núi có nơi từ 8 đến 10 độ, trời nhiều mây, một vài nơi có mưa nhỏ và gió hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5. Nhiệt độ cao nhất ban ngày hầu hết đều dưới 19 độ ở vùng đồng bằng và trung du, vùng núi là từ 13 đến 16 độ. Đến trưa chiều, khối không khí lạnh kèm theo đới gió đông bắc mạnh cũng đã xuống đến khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, gây ra mưa rông trên diện rộng cho khu vực, thậm chí một số nơi đã xuất hiện cả mưa vừa mưa to. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ trời vẫn còn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng ở vùng ven biển. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay phổ biến từ 13 cho đến 15 độ. Ngày mai vào sáng sớm, nhiệt độ vẫn thấp, chỉ từ 15 đến 16 độ, đến sau 8 giờ thì nhiệt độ bắt đầu tăng chậm. Tuy nhiên, ngay cả vào lúc giữa trưa, nhiệt độ cũng không vượt quá ngưỡng 18 độ. Toàn khu vực trời rét, trong đó đêm và sáng trời rất đậm. Riêng một số nơi như Sapa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ, trùng Khánh, Mù Căng Trải, nhiệt độ còn giảm xuống mức 4 đến 7 độ và ngay cả ban ngày nhiệt độ cũng không vượt quá 10 độ nên trời rét bút cả ngày và đêm. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh mưa còn dễ ra trong đêm nay, nhưng từ sáng mai thì mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên nhiệt độ trên toàn khu vực vẫn tiếp tục giảm, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động trong khoảng 16 đến 19 độ đới gió đông bắc trên khu vực các tỉnh ven biển trung trung bộ còn hoạt động mạnh nên mưa rào và rông tiếp tục diễn ra ở diện nhiều nơi một số nơi có mưa vừa đến mưa to trời lạnh ở các tỉnh từ quảng bình cho đến thừa thiên huế không ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ phú yên trở vào đến khu vực nam bộ nhưng những làn hơi lạnh từ phương bắc cũng lan tỏa xuống khiến cho về đêm khu vực tây nguyên trời rét còn các tỉnh miền đông nam bộ như tây ninh bình phước trời cũng xe lạnh không khí lạnh còn tăng cường mạnh trong đêm 22, sau đó có cường độ ổn định và suy yếu chậm. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ còn có mưa, có nơi mưa với lượng khá lớn. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ về đêm cũng có xu hướng giảm dần. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, từ trưa và chiều có mưa, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi là từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 cho đến 15 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, gió tây bắc mạnh cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 16 cho đến 19 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rông, gió đông bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 30 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mới thay đổi đêm mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mới thay đổi có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Phần tiếp theo sẽ là những dự báo cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, nhiệt độ là từ 25 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, đến chiều tối tăng lên cấp 6, biển động, nhiệt độ là từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời rét, có nơi rất đậm, rét hại. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày có nắng. Bản tin dự báo thời tiết tổng hợp tối nay đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời tiết tiếp theo.